chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Chấn động đập tan mưu đồ hạ sát tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam của tình báo Hoa Nam Trung Quốc trên Biển Đông. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tình báo Hoa Nam Trung Quốc với âm mưu hạ sát tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương. Sự kiện gây chấn động dư luận liên quan đến hoạt động của tình báo Hoa Nam Trung Quốc, âm mưu hạ thủ Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương, Giám đốc tình báo Mỹ CIA bí mật đến Trung Quốc, điều gì đang xảy ra? Và sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, thông tin tràn ngập trên các cơ quan truyền thông quốc tế hôm qua liên quan đến vụ mưu sát Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Người được cho là gần đây có những phát ngôn gây sốc lên án Tập Cận Bình khi hải quân Trung Quốc thể hiện sự ngang ngược và gây hấn trên Biển Đông. Sự cố xảy ra được biết đến khi ông có chuyến thanh tra thị sát tình hình phòng vệ của Hải quân Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Âm mưu trên của tình báo Hoa Nam đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi sự cảnh giác đặc biệt của các tiêm kích hộ tống của tướng cương cùng với đòn gián trả sau đó, khiến cho bốn tàu khu trục Trung Quốc bị bắn chìm trên khu vực Vịnh Bắc Bộ ngoài khơi vùng biển Thanh Hóa. Dư luận đặt nghi vấn liệu có nội gián tay trong chỉ điểm liên quan đến vụ mua sắc này hay không? Chúng tôi sẽ tiếp tục giải mã sự kiện chấn động này để quý vị và các bạn cùng tham khảo. Kính thưa quý vị, sau thời gian quyết tâm loại bỏ các quan chức tham nhũng và bán nước trong bộ máy công quyền, đặc biệt là tại Bộ Quốc phòng nhằm cắt bỏ vòi bạch tuộc của tình báo Hoa Nam đang hoạt động tinh vi tại Việt Nam. Tướng Cương đã thể hiện sự không khoan nhượng của mình với phương châm tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Ông đã đánh mạnh vào những nơi được coi như vùng cấm trong Bộ Quốc phòng, rất nhiều quan chức trong đó có cả. Cựu Thứ trưởng Nguyễn Chí Bình tướng rằng đã hạ cánh an toàn lần được đều bị ông phân phui, phơi bày ra ánh sáng và bắt phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hành động cứng rắn của ông khiến cho các nhân vật liên quan như ngồi trên đống lửa khi họ thường có tật giật mình. Các quan chức, tướng lãnh trước đây từng dự dẫm, ý vào ô dù, bao che của các ông tai to mặt bự mà tự tung tự tác, tham nhũng, thậm chí sẵn sàng bán nước cầu vinh đều bị ông hội thăm sức khỏe. Điển hình như chính tướng lãnh trong bộ tư lệnh cảnh sát biển bị khai trừ đảng và kỷ luật khi tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng và sự việc chưa dừng lại ở đó như vòi bạch tuộc của tình báo Hoa Nam vươn ra khắp các tỉnh thành hầu như đã bị tướng Nguyễn Tân Cương lần lượt cắt bỏ. Do các hành động mạnh tay của ông bất chấp phải đối mặt với các rủi ro nguy hiểm mà hành động gần nhất là ông đã mạnh mẽ lên án Tập Cận Bình về các động thái của Trung Quốc trên Biển Đông như cản trở Việt Nam và liên doanh với các nước khác khai thác dầu khí, cấm người dân đánh bắt cá ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vân vân đã khiến cho giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc thông qua cơ quan tình báo Hoa Nam tìm cách loại bỏ ông như một cái gai, gai. Chứng ngại vật trong mô đồ kiểm soát Việt Nam Từ khi tướng Cương trở thành tổng tham mưu trưởng quân đội, ông cũng đã nỗ lực củng cố quyền lực và địa vị của mình khi dưới trướng có rất nhiều tướng lãnh có tinh thần dân tộc và cùng quan điểm thoát trung sẵn sàng bảo vệ, ủng hộ ông khiến cho cả giới lãnh đạo cấp cao không dám làm càng khi muốn dùng sức mạnh quyền lực và thủ đoạn để tìm cớ sa thải ông. Trong diễn biến liên quan, sau những động thái căng thẳng trên Biển Đông do Trung Quốc gây ra, tướng Cương đã có chuyến thị sát khu vực Biển Đông, đặc biệt là tại quần đảo Trường Sa, để kiểm tra và đánh giá tình hình phòng vệ của Hải quân Việt Nam trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc. Trong lúc Mỹ đưa nhiều tàu chiến và tàu sân bay đến Biển Đông để thực thi sứ mệnh tự do hàng hải, thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, thì tướng Cương cũng điều nhiều kinh hạm và tàu chiến đến Vịnh Bắc Bộ để chống lại sự khiêu khích gây hấn từ Trung Quốc. Vào khoảng 10 đến 20 phút sáng nay, phái đoàn gồm 10 máy bay quân sự và tiêm kích do tướng Cương đứng đầu đã có chuyến thị sát Biển Đông. Khi phái đoàn của ông bay ngang khu vực ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ thì bất ngờ bị bảy quả tên lửa được phóng từ các tàu chiến của Trung Quốc hướng về các tiêm kích của Việt Nam. Sau khi phát hiện nguy hiểm, bốn tiêm kích bảo vệ lập tức phóng ra như đạn mồi nhử cho các tên lửa, khiến chúng phát nổ khi còn cách các mục tiêu chừng 1 km. Sau vụ tấn công có tính toán trên từ Hải quân Trung Quốc, tướng cương đã ra lệnh đáp trả 6 máy bay cường kích Su-30K, sau đó đã lập tức phóng ra hàng loạt tên lửa không đối hạm chỉ trong vòng vài nốt nhạc các tên lửa mang âm điều thần chết đã gây ra những tiếng nổ long trời lở đất khiến cho bốn tàu khu trục của Trung Quốc bốc cháy dữ dội và biến mất khỏi mặt nước vài phút sau đó. Cuộc tấn công tự vệ của phía Việt Nam cũng đã chôn vùi hơn 665 tên lính Trung Quốc xuống lòng biển đại dương bao la. Theo một nguồn tin quân sự, chúng tôi có được một viên sĩ quan cao cấp của Bộ Quốc phòng đã bị bắt giữ khi làm việc cho tình báo Hoa Nam và đã cố tình cung cấp thông tin. Chuyến thị xác của tướng cương trên Biển Đông cho cơ quan tình báo Hoa Nam Trung Quốc. Vụ án đang mở rộng để tiếp tục điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị sự kiện nóng bỏng này thì có được những cập nhật mới nhất. Trong một diễn biến liên quan khác, Giám đốc tình báo Mỹ CIA bí mật tới Trung Quốc giữa lúc căng thẳng leo thang. Thưa quý vị, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA được cho là đã thực hiện chuyến đi bí mật tới Trung Quốc vào tháng trước nhằm củng cố các đường dây liên lạc giữa lúc căng thẳng song phương leo thang. Theo các thông tin tình báo, chúng tôi có được tháng trước giám đốc CIA William Bern đã đến Bắc Kinh, nơi ông gặp gỡ các đối tác Trung Quốc và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc cởi mở trong các kênh tình báo. Một quan chức dấu tên cho biết. Quan chức trên không cung cấp thông tin cụ thể nào khác về thời điểm chính xác của chuyến thăm hoặc những nhân vật mà ông Bên đã gặp ở Trung Quốc. Cũng không rõ quan chức tình báo hàng đầu của Washington đến Bắc Kinh trước hay sau cuộc gặp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jay Sullivan và nhà ngoại giao cấp cao nhất Trung Quốc Vương Nghị ở Vienna, Áo, hôm ngày 10 tháng 5. Nhà Trắng chỉ thông báo về cuộc họp sau khi đã kết thúc. Hiện cũng vẫn chưa rõ các vấn đề tình báo cụ thể mà ông Bên thảo luận ở Bắc Kinh nếu có. Trước đó, năm nguồn tin cho biết ông Bên tới Trung Quốc hồi tháng 5. Một nguồn tin khẳng định ông Bên không tham gia công tác ngoại giao mà chỉ tiếp xúc với quan chức tình báo Trung Quốc. Nhà Trắng và CIA từ chối bình luận về thông tin ông Bên tới Trung Quốc. CIA có chính sách không công khai lịch trình công tác của lãnh đạo cơ quan này. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Bắc Kinh do những căng thẳng về nhiều vấn đề, trong đó đảo Đài Loan, với việc cả hai bên đều cảnh báo về nguy cơ xung đột quân sự. Washington cũng cáo buộc Trung Quốc từng cân nhắc cung cấp vũ khí quân sự cho Nga, điều mà Bắc Kinh bác bỏ. Đầu năm nay, Ngoại trưởng Anthony Blinken đã hủy bỏ chuyến đi phá băng đã được lên kế hoạch từ lâu tới Bắc Kinh sau vụ kinh khí cầu của Trung Quốc đi vào lãnh thổ Mỹ và bị bắn hạ. Mới đây nhất, hôm 30 tháng 5, Bắc Kinh đã từ chối tổ chức một cuộc gặp cấp cao giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Los Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc bên lề đối thoại Sangila, vốn chủ yếu bàn về an ninh và chính sách của châu Á diễn ra ở Singapore thời lượng còn lại cũng nhìn thời sự là bản tin quốc tế đồng minh mới sẽ giúp nga phân rã nato từ bên trong tổng thống mỹ joe biden đang nỗ lực thuyết phục thổ nhĩ kỳ vì lợi ích của việc mở rộng nato tuy nhiên theo nhận xét của giới phân tích người đứng đầu nhà trắng vẫn chưa hiểu rằng ankara là đồng minh mới của moskva có thể là nguyên nhân khiến liên minh quân sự bắc đại tây dương bị tan rã ấn phẩm fortify cho biết như tờ báo Mỹ lưu ý, Tổng thống Joe Biden đang cố gắng đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ để nước này chấp thuận việc Thụy Điển gia nhập NATO. Của Kragos đã được Washington đưa ra, đó sẽ là bán cho Ankara phiên bản nâng cấp mới nhất của tin kích F-16. Tạp chí Fortify nhấn mạnh rằng việc Thụy Điển gia nhập NATO ngay bây giờ sẽ không có tác động thực sự đến cấu trúc an ninh ở châu Âu cũng như chẳng thể giúp phương Tây kiềm chế Liên bang Nga. Trong khi đó, một phương tiện tác chiến mới như tiêm kích F-16 Block 70 trong tay Thổ Nhĩ Kỳ có thể thúc đẩy nước này hiện thực hóa tuyên bố chủ quyền tại Địa Trung Hải. Điều này sẽ dẫn đến nguy cơ một cuộc chiến giữa hai thành viên NATO, Ankara và Athens. Có một mối đe dọa lớn về cuộc chiến tranh Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc xung đột như vậy nếu nổ ra có thể phá hủy NATO từ bên trong. Ấn phẩm Fortify nhấn mạnh. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã nhắm đến việc mở rộng lãnh thổ theo hướng giữa các đảo trên biển Azen. Kế hoạch này luôn được Ankara ấp ủ thực hiện. Tờ báo Mỹ nhấn mạnh khi Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng rời xa phương Tây và tiến gần hơn đến phương Đông, đặc biệt là Nga, họ càng trở nên mạnh bạo hơn. Thay vì tự bảo vệ mình trước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành đối tác thương mại quan trọng của Moskva, giúp Điện Kremlin tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây, được áp đặt sau khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Ukraine. Bài báo lưu ý, do vậy, cung cấp vũ khí mới cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể là một bước đi sai lầm của Mỹ, thay vì mở rộng NATO, Washington sẽ góp phần phá hủy liên minh. Chiến lược của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ tương đương với việc cắt bỏ bàn chân bởi vì có một móng chân một ngược, NATO sẽ xa lầy và một cuộc xung đột nội bộ làm chia rẽ liên minh từ bên trong, tờ Fortify kết luận. Trong một diễn biến liên quan, ông Erdogan tuyên bố nhậm chức Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nhiệm kỳ 3. Ngày 3 tháng 6, ông Recep Tayyip Erdogan sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trước Quốc hội. Đây là lần thứ ba liên tiếp ông Erdogan đã đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Thông cáo báo chí từ văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, lễ nhậm chức của tổng thống Erdogan diễn ra vào lúc 13 giờ giờ GMT bắt đầu với bài tuyên thệ. Dự kiến có 20 nguyên thủ quốc gia và 45 bộ trưởng từ nhiều quốc gia tới tham dự lễ nhậm chức của tổng thống Erdogan. Trong đó có tổng thống Azerbaijan, quốc vương Qatar và tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Chủ tịch Duma quốc gia Nga, Dmitry Volodin sẽ đại diện cho Nga tham dự buổi lễ. Theo giới truyền thông và quan sát, sẽ có sự thay đổi lớn trong nội các của chính phủ tổng thống Erdogan gần đây. Ngoài các vị trí bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng và nội vụ chưa được đề cập, thì hầu hết các vị trí khác sẽ được thay đổi. Trước đó, hôm 1 tháng 6, Ủy ban Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử vòng 2 vào ngày 28 tháng 5. Theo đó, ông Erdogan đã tá đắc cử với 52,18% phiếu bầu, trong khi đối thủ lãnh đạo phe đối lập Kemal Kılıçdaroğlu có 47,82%. Trong một diễn biến tiếp theo, ba pháo M-367, Su-25 và 28 UAV bị bắn hạ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiêu diệt ba pháo M-367, bắn rơi chiến đấu cơ Su-25 và hạ 28 UAV của Ukraine trong ngày. Ngày mùng 2 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác từ trên không nhắm vào các cơ sở phòng không của Ukraine, trong đó có cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của nước này tất cả các mục tiêu được giao đã đạt được. Ở hướng cấp gian, không quân và pháo binh của lực lượng Zapat của Nga đã giao chiến với các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine AFU gần Majustoka và Begesto vùng Khako. Một nhóm tấn công và chính xác của AFU đã bị Nga vô hiệu hóa gần Novo Yoloskoye, Cộng hòa Nhân dân Lugan. Tại hướng này, Ukraine mất 70 binh sĩ, 3 phương tiện cơ giới, một hệ thống phóng loạt ráp, pháo D-30 và MSTAB trong ngày. Một khoa đạn của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 103 thuộc AFU đã bị vô hiệu hóa gần Kiloska, vùng Khako. Trên hướng Gasny liman lực lượng Stan của Nga đã giao tranh với các đơn vị AFU gần Kumino, LPR và Stotkoje Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR. Tại hướng này, hơn 60 quân nhân Ukraine, hai xe bán tải, hai hệ thống pháo tự hành Vodika cũng như một MSTAB và hai lũ pháo D20 đã bị tiêu diệt. Theo hướng Donetsk, các hành động quyết liệt nhất của lực lượng giúp của Nga đã diễn ra gần Edeska. Trong khi đó, đơn vị lực lượng đặc biệt Anmat Nga tiếp tục tấn công theo hướng chiến thuật Manjinka, hơn 50 binh sĩ Ukraine, 4 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, 3 khẩu lựu pháo D-20, 2 khẩu ráp, 2 hệ thống pháo m 7 và 1 hệ thống pháo Paladin do Mỹ sản xuất đã bị lợi khỏi hướng này trong ngày. Ở các hướng Nam, Donetsk và Zabogoze, không quân và pháo binh lực lượng Vostok Nga đã gây thiệt hại cho các đơn vị AFU gần Vodjanoje và Paluska và Mayanja, Tomaka và Chabaki, vùng Zabugizia. Tổn thất của Urena trên hướng này trong ngày lên tới 150 quân, hai phương tiện cơ giới, một hệ thống pháo tự hành Grab do Ba Lan sản xuất, một khẩu lựu pháo D-20 và một trạm điều khiển UAV. Ở hướng Kherson, hơn 30 binh sĩ Urena, hai xe bán tải, một khẩu lựu pháo MSTA-B và một hệ thống pháo M-37 do Mỹ sản xuất đã bị Nga hạ gục trong ngày. Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 96 đơn vị pháo binh AFU tại các vị trí khai hỏa cùng nhân lực và khí tài của họ ở 73 khu vực. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay Su-25 của không quân Ukraine gần yolotaya Baska, vùng Kherson. Ngoài ra, Nga cũng đánh chặn 8 quả đạn phóng từ hệ thống hi mắt và một tên lửa chống bức xạ ham. 29 UAV Urena đã bị Nga phá hủy. Ở các khu vực Novoduyek, Gemenaya, Veneka novo Novoba Motoka, Vadi Goka, Sagomayoskoye, Skikoka Khako. Theo trang radar, tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Urena cho biết, trong ngày 1 tháng 6, phía Nga mất thêm 540 quân, 15 xe tăng 12 xe chiến đấu bọc thép, hai hệ thống phòng không, 6 UAV, 10 tên lửa hành trình, 28 phương tiện chở nhiên liệu và 7 phương tiện đặc biệt. Trong một diễn biến tiếp theo, Giám đốc CIA của Mỹ bí mật đến thăm Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cử Giám đốc CIA William Burns đến Bắc Kinh vào tháng trước để gặp gỡ các quan chức tình báo Trung Quốc. Tờ Thời báo Tài chính Financial Times hôm qua 2 tháng 6 trích dẫn các nguồn tin dấu tên của Mỹ đưa tin. Tờ báo miêu tả ông Bên là một trong những quan chức đáng tin cậy nhất của Tổng thống Biden và tuyên bố chuyến thăm cho thấy Nhà Trắng đã trở nên lo ngại như thế nào về mối quan hệ đang xấu đi giữa Bắc Kinh và Washington. Mặc dù cả Nhà Trắng và CIA đều chưa chính thức lên tiếng xác nhận về chuyến thăm nói trên, nhưng tờ thời báo tài chính đã có được thông tin nhờ dựa vào năm nguồn tin nắm rõ vấn đề một trong các nguồn tin được xác định là một quan chức Mỹ. Ông này đã nói rằng giám đốc CIA Bên đã gặp gỡ các đối tác Trung Quốc và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc cởi mở trong các kênh tình báo.